Khoảng nửa phút thôi. Tôi nói thế này, mà để cho thế hệ sau nó cũng nghe, nó hiểu. Cuộc sống của gia đình có khi là tốt, có khi là êm đềm, nhưng cũng có khi sóng gió. Nhưng tôi dùng cái từ gọi là 40 năm để chịu đựng nhau. Vì không thể nào mà mọi chuyện đều xuôi chiều mát gió hết. Nhưng mà mình phải biết đích của mình đã làm. Dạ, biết chịu đựng nhau thì có thể đem tới hạnh phúc. Không, đúng như vậy. Thì không phải thời điểm nào mình cũng đều là êm ấm tất cả. Nhưng mà hôm nay đối với gia đình tôi cho rằng là hạnh phúc là vì đã chịu đựng nhau được 40 năm. Rồi con cái nó cũng trưởng thành và nó yên ổn. Điều đó làm cho tôi rất vui mừng. Tôi trước là anh chị xui, sau nữa là bạn bè tôi, rồi tới các con cháu. Chứ không thể nào mà mọi điều đều như mình mong muốn đâu. Nhưng mình phải biết uống mình. Không có một người không dạ. Thôi cố gắng. À, tôi làm cố gắng nha. Cho bài nhiều cãi luôn em. Tặng ra bà. Em nói là 40 năm ngọt bùi trước rồi cay đắng ngọt bùi. Có cay đắng cũng có ngọt bùi. Dạ, 40 năm cay đắng ngọt bùi. Nhạc đâu nhạc, nhạc. Rồi nó lên đèn nha đã. Lên đèn. Chị Khanh Yên Thanh đó là hạnh phúc. Để mai mốt ông thầy ông